Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 17 tây tháng 3 năm 2014. Và phần đầu chương trình thì Tuấn có giải thích cái chi tiết về cái thủ tục mới cho cái diện fiancé. Cho nên nếu mà quý vị muốn coi lại cái chương trình này thì chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Kế tiếp thì Tuấn có cái visa bulletin của tháng 4 năm 2014 cho quý vị. Thì mỗi tháng trung tâm visa cung cấp cái visa bulletin để cho quý vị theo dõi cái thứ tự hồ sơ bảo lãnh của thân nhân quý vị. Nhưng mà đây là cái thứ tự để cho cái lãnh sự quán có thể phỏng vấn mà thôi. Nhớ rằng nhiều chương trình Tuấn nói rồi, cho dù cái thứ tự nó tới mà hồ sơ đã chưa có hoàn tất với trung tâm visa và chưa có lên danh sách với lãnh sự quán thì đừng có cái gì mà lo lắng. Tại vì thường thường á, nó rất là khó để cho cái lãnh sự quán nó phỏng vấn đúng cái thời hạn đó. Cho nên theo kinh nghiệm của Tuấn đó, là sau khi cái thứ tự nó tới rồi đó, thường quý vị phải cộng thêm từ 3 cho tới 6 tháng nữa với có cái danh sách phỏng vấn lực. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 4 năm 2014. Kính thưa quý khán thính giả, sau đây là visa bulletin cho tháng 4 của 2014. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ có ngày 22 tháng 2 năm 2007. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ ngày 15 tháng 7 2003. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, đang giải quyết hồ sơ ngày 22 tháng 11 2001. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ có ngày 8 tháng 9 2013. Và diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ có ngày 22 tháng 10 2006. Thưa quý vị, đây là visa bulletin cho tháng 4 của 2014. Vừa rồi là cái visa bulletin qua cái trình bày của cô Nam Phương. Quý vị có thể theo dõi cái visa bulletin hàng tuần qua cái chương trình luật di trú và nhập tịch, hoặc là quý vị có thể theo dõi hàng tháng qua cuốn báo Việt Life. Đây là một cuốn báo được ân hành mỗi tháng một lần qua cái phụ trách của đài truyền hình Việt TV và Việt Face. Phần đầu của chương trình thì có anh Vũ ở thành phố Houston gọi về hỏi về cái vấn đề bảo trợ tài chính, cho nên để cho Tuấn sửa cái chi tiết này nữa là khi mà mỗi đầu người, lúc đầu chương trình Tuấn nói là cộng khoảng 4.500, thật sự mà nói cái poverty guideline mỗi năm nó lên lên, tại sao? Tại nó adjust theo cái inflation, cho nên hiện tại bây giờ đó mỗi đầu người anh phải cộng thêm 5.100 lượng, cho nên nó là 5.075 đồng. Cho nên hiện tại bây giờ đó cái cách tính đó là hai người là khoảng 20.000, 21.000 đi, rồi sau đó mỗi đầu người anh cộng thêm 5.100 cho là 5.001 đi, và năm sau nó sẽ lên nữa, tại mỗi năm nó sẽ lên để adjust theo cái inflation cho mỗi năm. Cho nên đó là cái poverty guideline mới nhất của năm 2014. Cái câu trả lời 4.500 không có đúng, hiện tại bây giờ là 5.001. Cảm ơn anh Vũ rất là nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị gọi vào cho chương trình tối nay. Số điện thoại vẫn là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, em tên Hạnh, gọi từ Houston ạ. Dạ vâng, mời cô Hạnh ạ. Xin mời cô Hạnh trình bày. Dạ, cho em hỏi là ba của em có thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi. Dạ vâng. Mà muốn xin bảo hiểm từ chính phủ thì có ảnh hưởng gì tới hồ sơ bảo lãnh không ạ? Ok, xin bảo hiểm từ chính phủ là như thế nào? Luật mới của bảo hiểm Obama là bắt buộc là mọi người phải có bảo hiểm mà ba không đi làm á. Dạ vâng. Nên muốn xin bảo hiểm từ chính phủ. Dạ vâng, câu hỏi là cái đòi hỏi mới của cái Affordable Healthcare Act là, cũng gọi là Obamacare nữa, thì nó có ảnh hưởng về cái vấn đề bảo lãnh hay không, thì cái câu trả lời là không cô. Cái đó là... trong khi cái cho em hỏi nó là khi mà xin bảo hiểm á, thì nó là ba không đi làm, nó bắt buộc ba phải có xin food stamp trong đó, mà em nói với nó là không có cần xin food stamp, nhưng mà nó nói là kiểu... part of cái của xin bảo hiểm nên bắt buộc.
Dạ vâng. Xin full stem. Xin dạ. Nó cũng không có cho đâu, tại vì cái chương trình đó nó đòi hỏi phải có quốc tịch của. Anyway thì mấy cái này đó là đây là cái vấn đề này nó quan trọng là như thế này, đó là tại sao đầu chương trình tôi nói rằng là khi mà thắc mắc gì nên trực tiếp với luật sư quý vị, tại vì nó không phải là một cái chương trình có thể giải quyết hết. Đầu tiên đó, Tuấn có rất là nhiều câu hỏi về vấn đề di trú lại liên quan tới cái vấn đề mà cái chương trình bảo hiểm y tế của cái Affordable Health Care, cũng gọi là Obamacare nữa. Khi mà mình rơi vào trợ cấp, mình là người bảo lãnh, thì mình lãnh tiền trợ cấp đó, nó không có cấm mình bảo lãnh cho con của mình. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng cái uy tín, cái credibility của cái bảo trợ tài chính sau này. Đó, cho nên Tuấn cho một cái thí dụ đi, là Tuấn có thân chủ. Người ta có cái sự gọi là tàn tật đi, rồi người ta ăn tiền trợ cấp. Nhưng mà người ta vẫn bảo lãnh chồng của người ta hoặc là vợ người ta. Rồi khi mà làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính á, thì mình vẫn đề cập là ok, trong cái hoàn cảnh này tại vì người ta có cái disability, có tàn phế cho nên người ta không có đi làm được, thì người ta nhờ vào trợ cấp. Nhưng mà cái người sắp sửa được bảo lãnh thì không phải là tình trạng giống như vậy, sức khỏe đều mạnh hết. Qua bên này có cái nhà hàng hoặc là có cái tiệm nail sẽ sẵn sàng mướn người ta. Rồi đây cái người đồng bảo trợ này đầy đủ cái tài năng, khả năng tài chính hết. Cho nên cái vấn đề bảo trợ tài chính cho dù mình ăn tiền trợ cấp nữa, nó không phải là cái sự cấm của cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân Việt Nam. Đó, mà nó ảnh hưởng về cái credibility là cái sự tin tưởng người này có thể rơi vào trợ cấp hay không. Thì thường thường đối với kinh nghiệm của Tuấn qua cái lãnh sự quán ở Sài Gòn, thì người ta rất là hiền, rất là nice về cái vấn đề đó. Cảm ơn cô Hạnh ở Houston và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Xin mời lên tiếng đi ạ. Ok, mời quý vị gọi vào ạ. Số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Và xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, mời cô ạ, cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi ạ. Tôi tên là Hồng, luật sư ạ, tôi ở Garland, tôi gọi tới. Dạ, tôi đang hỏi luật sư là tôi làm giấy bảo lãnh viện anh chị em á, ở Việt Nam năm 2005. Bây giờ em tôi nó sanh thêm đứa con nữa, bây giờ tôi muốn bỏ túc thì làm như thế nào luật sư? Dạ vâng, cô Hồng, ngoài cái câu hỏi này cô còn câu hỏi gì khác cho tôi không? Dạ không luật sư. Dạ vâng, hồ sơ này đã được sở di trú nó chấp thuận chưa cô? Cô Hồng, hồ sơ này được sở di trú chấp thuận chưa? Dạ được, hồ sơ được sở di trú chấp thuận luật sư. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa cô, khi mà cô cần bổ túc bất cứ cái gì cho cái hồ sơ này mà đã sở di trú đã chấp thuận rồi đó, thì cô cần bổ túc cho trung tâm visa, cái đó là National Visa Center cô. Lý do tại sao? Tại vì khi sở di trú nó chấp thuận rồi, cái hồ sơ, cái thứ tự nó chưa tới, thì nó gửi tới cái trung tâm visa để cho người ta quản lý cái thứ tự đó. Thì cái đó là National Visa Center ở tiểu bang New Hampshire. Thì trong cái giấy chấp thuận nó có cái địa chỉ, cô chỉ cần dịch cái khai sanh của đứa con người ta bổ túc và reference cái khai sanh đó vào cái case number của người ta thôi. Cảm ơn cô Hồng rất là nhiều và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ xin mời lên tiếng đi ạ. Ok. Và nhỏ hoặc là tắt cái TV giùm tôi, cái nói chuyện trực tiếp qua điện thoại ạ. Dạ xin mời dây kế tiếp ạ. Hello. Dạ vâng, mời cô ạ. Chú, cháu tên là Tuyết, chú ở Đà Lạt á. Dạ vâng. Cháu muốn hỏi chú, cháu muốn hỏi là tại vì ba cháu bảo lãnh cho chị cháu á, mà bây giờ ba cháu lớn tuổi, ba cháu không đi làm. Thì khi mà chị cháu đi phỏng vấn mà cháu có thể khô thai được không chú? Dạ vâng. Đây ba có quốc tịch hay có thẻ xanh ạ? Dạ bằng thẻ xanh chú. Dạ vâng, và chị độc thân ha, chị trên 21 tuổi độc thân ha. Độc thân mà có dạ, một đứa con. Dạ vâng, đứa con bây giờ là bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, đứa con năm nay 10 tuổi rồi. Dạ vâng, hồ sơ làm hồi nào vậy cô Tuyết ạ? Dạ làm hồi 2008. Ok, cho nên cô hỏi về vấn đề bảo trợ tài chính cho cái hồ sơ này, còn câu hỏi gì khác cho Tuấn nữa không cô Tuyết ạ? Cháu chỉ muốn hỏi cái câu đó thôi. Dạ vâng, cảm ơn Tuyết rất là nhiều. Dạ. Trở lại cái vấn đề bảo trợ tài chính, thưa quý vị, tại vì cái này nó hơi phức tạp tí. Lý do nó hơi phức tạp là
một phần mình đã gặp nhiều văn phòng rồi, thì cái thu nhập của người Việt của chúng ta, nhất là làm nghề tự do, thì cái vấn đề thuế má nó nhiều khi nó không có đủ để cho cái vấn đề bảo trợ tài chính đó. Thì đây cái tình trạng của ba của cô Tuyết đó, là ba cô lớn tuổi rồi không có đi làm. Thì cái bước đầu tiên về cái bảo trợ tài chính á, nó là một cái thủ tục bắt buộc phải có cho cái diện đoàn tụ gia đình, đó là hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái và fiancee. Còn nếu người ta đi theo cái diện tị nạn hoặc là diện quá phụ thì người ta không cần cái bảo trợ tài chính đó. Nhưng mà khi mình nói về vấn đề hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, fiancee thì bắt buộc phải có cái bảo trợ tài chính của cái người đứng ra bảo lãnh. Cho nên ba của cô phải làm cái bảo trợ tài chính. Thì trong đó ông ta cần làm một cái tờ giấy giải thích là ông ta lớn tuổi, ông ta không có đi làm, không có khai thuế, và ông ta nhờ vào cái sự lo lắng của con gái của ông ta hoặc thân nhân ta bên Mỹ thôi. Thì cái đó là đủ rồi. Thì dĩ nhiên cái trung tâm visa và cái lãnh sự quán sẽ yêu cầu cái người đồng bảo trợ. Ai là người có thể đồng bảo trợ? Bất cứ người nào cư ngụ trong nước Hoa Kỳ có thẻ xanh hay có quốc tịch Hoa Kỳ. Đó. Thuế má đầy đủ có thể đồng bảo trợ. Đó, thì trong cái tình trạng này nếu mà Tuyết là chị có đầy đủ khả năng tài chính thì có thể đồng bảo trợ. Cái cách tính của cái đồng bảo trợ là như thế nào? Nếu mà cùng nhà thì được cộng, cùng nhà cùng bà con được cộng, rồi nếu mà không thì không có được cộng cái thu nhập vào. Đó, cho nên tất cả những cái chi tiết này đó thì mình đã trình bày qua những cái chương trình trước rồi, coi lại trong YouTube. Nhưng mà cái quan trọng mình muốn nói cái này, tại vì mình đã thấy rồi và mình biết rằng sau này nó sẽ trở thành cái vấn đề trong cái vấn đề cộng đồng của chúng ta, là nó có những cái dịch vụ ok, nhất là bên California, để lo cái vấn đề bảo trợ tài chính qua một người khác và tốn kém tiền bạc. Cái đó là không có được đó. Cái đó là cái vấn đề trái với luật pháp. Khi mà cái lãnh sự quán biết được sau này hoặc là sở di trú biết được sau này thì người ta có quyền trở lại cái hồ sơ, thu hồi lại cái giấy tờ của cái người được định cư, tại vì căn cứ cái giấy tờ đã được cấp hoặc là thẻ xanh được cấp trái với luật pháp, thu hồi và có quyền tiến hành thủ tục trục xuất. Cho nên tôi biết là có những cái dịch vụ để lo lắng mấy cái đó, thì tiện đây mình nói luôn là tôi đã thấy rồi, đã gặp những cái tình trạng đó rồi, mà tôi đã thấy sở di trú đã làm việc sau cái thời gian 3 năm, 5 năm sau này. Cho nên khi mà gặp mấy cái dịch vụ đó, làm ơn tránh nó đi. Nếu người ta thật sự muốn giúp về cái vấn đề hoàn cảnh, chứ không có dính vào vấn đề mua bán hoặc là hợp đồng hoặc là tiền bạc, thì cái đó là chuyện khác. Đó. Còn cái vấn đề mà những cái dịch vụ người ta làm, người ta lo cái người đồng bảo trợ, cái đó là không có được. Đó. Mình không có biết là giấy tờ đó từ đâu tới, người ta đã bảo trợ cho bao nhiêu người rồi. Tốn đã thấy với cái lãnh sự quán rồi. Mà đây là cũng là một cái vấn đề đã đề cập trong cái buổi họp vừa qua trực tiếp với cái lãnh sự quán. Cho nên khi cái bảo trợ tài chính, người ta phải tự nguyện. Đó, tự nguyện. Và không có vấn đề là hợp đồng sắp xếp tiền bạc trong đó. Cảm ơn cô Tuyết rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, xin chào luật sư Tuấn ạ. Em tên là James ạ. Dạ vâng. Dạ, em cho em có câu hỏi là em có làm hồ sơ bảo lãnh cho hai người em trai nó ở Việt Nam á, đã hơn 12 năm. Thành bây giờ sắp sửa đi interview phái đoàn Mỹ ở Sài Gòn. Và hai người em trai nó đều có vợ và nó có con. Chứ giờ có một cái cô em dâu á, họ từ chối, không có muốn đi gặp phái đoàn Mỹ bởi vì cổ không có muốn đi Mỹ. Thì cái người em trai á, một mình đi phỏng vấn gặp phái đoàn có được không ạ? Dạ, có cần phải làm giấy tờ gì từ phía người em dâu không? Dạ vâng. Anh James, cái này anh gọi từ thành phố nào, Houston hay đâu ạ? Ở Houston. Dạ vâng. Ok. Ngoài cái câu hỏi này, anh James còn câu hỏi gì khác cho Tuấn hay không? Dạ, còn thêm nữa là nếu mà người em gái họ đồng ý chấp thuận ở lại thì họ, cái cô em dâu đó có phải làm giấy tờ là tôi đồng ý cho chồng tôi đi phỏng vấn và đi Mỹ một mình, để lại hai người con ở lại Việt Nam. Sau này cái người em trai của tôi qua tới Mỹ thì nó có thẻ xanh rồi, nó được phép bảo lãnh cho vợ và hai con nó sau này, có được không luật sư? Well James, bây giờ mình hỏi cái này cho nó rõ đi rồi mình nói chuyện nó đơn giản thôi.
Cho nên người em trai có vợ, vợ không có muốn đi, nhưng mà người ta có mấy đứa con chung, hai đứa con phải không ạ? Hai đứa con chung. Hai đứa con dưới tuổi thành niên không, dưới 18 tuổi? Dạ, nó mới có 8 tuổi với lại 5 tuổi. Dạ vâng. Rồi mẹ nó có bằng lòng cho hai cháu nó đi bây giờ hay không? À, mẹ nó không có muốn, mẹ nó nói là mẹ nó ở lại Việt Nam sẽ giữ hai đứa con ở lại mẹ nó nuôi. Dạ vâng. Cho nên mẹ không có bằng lòng cho hai cháu nó theo cha. Ok, ngoài cái câu hỏi này thì James không còn câu hỏi gì khác để cho Tuấn trả lời. Dạ vâng. Cảm ơn anh James rất nhiều. Đó là câu hỏi của anh James ở thành phố Houston. Anh ta hỏi về cái tình trạng như thế này. Đang bảo lãnh cho mấy... Dạ vâng. Đang bảo lãnh cho em trai, rồi em trai có vợ, rồi bây giờ có con chung, rồi người vợ lại không muốn đi. Thì cái câu trả lời cái đó là chuyện bình thường. Người ta có quyền. Khi người ta không có muốn định cư, người ta có quyền hết. Thì nếu mà như vậy, cái thủ tục cần làm như thế nào? Thì đầu tiên, á, lúc nào cũng là thành thật với cái lãnh sự quán hết. Cho nên khi anh em bảo lãnh cho nhau, cho dù độc thân hay lập gia đình, thì người ta có quyền được đi hết. Nếu mà độc thân được đi một mình, có gia đình, vợ con có quyền ăn theo. Thì trong cái tình trạng này, vợ không có muốn ăn theo. Vợ là cái người ăn theo, không có muốn ăn theo thì người ta có quyền. Mà anh ta vẫn có quyền một mình đi phỏng vấn và vẫn được cấp visa được đi một mình. Thì khi cái thủ tục đó người ta vẫn muốn đi cho dù vợ con muốn ở lại, thì anh ta chỉ cần làm như này thôi. Là trong cái thủ tục với trung tâm visa, nếu mà đang cứ nằm với trung tâm visa, thì đóng tiền cho người chồng thôi. Kê khai cái DS-260 cho người chồng thôi. Cái bảo trợ tài chính là cho người chồng thôi. Còn mấy người ăn theo thì nói thẳng là không có để người ta vào. Đó. Nhưng mà vẫn kê khai là có vợ và có hai đứa con. Vợ không có bằng cho con đi theo và vợ cũng không có muốn đi. Rồi một mình đi phỏng vấn. Khi có danh sách phỏng vấn thì một mình anh ta đi phỏng vấn thôi. Còn nếu mà đây cái thủ tục đã hoàn tất hết rồi với trung tâm visa, rồi bây giờ người vợ sức mức hay là không muốn đi, thì bây giờ cái danh sách có 4 người thì cứ một mình đi phỏng vấn, đi tới đó lãnh sự quán trình bày rõ ràng. Vợ tôi không có muốn đi, vợ tôi cũng không có bằng lòng cho hai đứa con đi theo. Cho nên hôm nay tôi chỉ tới một mình đi phỏng vấn thôi. Tôi có hôn thú và vợ tôi ở Việt Nam, hai đứa con đây. Phải kê khai nó thành thật hết. Tại sao? Tại vì như thế này, khi qua bên này rồi, rồi nếu mà 1 năm, 2 năm sau, người vợ thay đổi cái ý muốn, lại muốn đi, thì mình vẫn có thể tiến hành thủ tục ăn theo qua cái hồ sơ của James, chứ không cần nhất thiết phải làm hồ sơ bảo lãnh lại nữa. Đó. Cho nên giả sử đi, thời gian qua bên này 2 năm, cái rồi vợ thay đổi cái ý muốn, rồi bây giờ muốn đoàn tụ với người chồng và mang hai đứa con qua, thì không cần làm hồ sơ bảo lãnh nữa, có quyền yêu cầu cái lãnh sự quán giải quyết cái hồ sơ ăn theo cho ba mẹ con. Còn giả sử cái trường hợp này mình thấy nữa là lúc đó vợ ở lại, rồi sau đó vợ kết hôn, ly dị, rồi vợ kết hôn với người khác, đi định cư người khác, bây giờ không có muốn cái trách nhiệm hai đứa con nữa, thì lúc đó yêu cầu các lãnh sự quán cho hai đứa con ăn theo cái hồ sơ của người cha qua cái hồ sơ của chú là James thôi. Cho nên cái quan trọng là hiểu cái mặt luật là có quyền làm như vậy khi kê khai thành thật để cho cái cửa sau này cho đứa con hoặc là vợ ăn theo. Còn nếu mà muốn chắc ăn, làm thêm cái hồ sơ bảo lãnh cho hai đứa con sau này. Cảm ơn anh James rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây cũng hết thời giờ cho chương trình tối nay. Và tối nay là ngày 17 tháng 3 năm 2014. Chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Và tới đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc quý vị một buổi tối và một tuần rất là an lành. Và xin tạm hẹn quý vị vào mỗi chiều tối ngày thứ hai từ 8 giờ cho tới 9 giờ tối. Xin kính chào. We'll be right back.